chiến tranh, nghèo đói, bệnh tật và tất cả những thảm họa mà nhân loại đã và đang gánh chịu không phải là những điều nằm trong ý muốn nguyên thủy của Đấng Sáng Tạo. Lời Thánh Kinh cho biết rằng ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên các tầng trời và trái đất với tất cả sự uy nghi, hùng vĩ, đẹp đẽ, đầy màu sắc và rộng lớn vô tận mà không có lời lẽ nào có thể diễn đạt trọn vẹn. Hãy phóng tầm mắt của bạn vượt khỏi những dãy núi sừng sững, những sông hồ uốn lượn, những cánh rừng xanh thẳm với các đại dương dậy sóng, những lục địa bát ngàn để nhìn vào khoảng không vô hạn. Rồi để cho trí tưởng tượng của bạn chìm đắm trong sự vĩ đại của Đấng Tạo Hóa và công trình sáng tạo của Ngài. Nhiều lần trong công cuộc sáng tạo đó, Thánh Kinh viết rằng Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. Không có gì vẩn đục, không có gì hư hỏng, không có gì sai trật, mọi sự đều hoàn hảo và trọn vẹn. Tuy nhiên, mọi điều đó vẫn chưa là gì cả nếu đem so sánh với một tạo vật kỳ diệu mà Đức Chúa Trời đã tạo nên từ quyền năng vĩ đại và tình yêu lạ lùng của Ngài. Đó chính là con người. Con người, trong đó có quý vị và chúng tôi, có bạn và tôi, là biểu hiện của tình yêu, quyền năng và sự sáng, tức là mọi điều thuộc về bản chất tốt lành của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh ghi rằng Đức Chúa Trời dựng nên loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài dựng nên loài người theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam và người nữ. Không có một tạo vật nào đặc biệt như con người. Họ được ban cho sự khôn ngoan, họ được ban cho vẻ đẹp, họ được ban cho sự tự do chọn lựa. Và nhất là con người là một tạo vật của những mối quan hệ, tức là một tạo vật biết yêu thương. Chưa kể đến thế giới kỳ diệu mà Đức Chúa Trời đã dựng nên cho chúng ta, thì biết yêu và được yêu đã là những phước hạnh diệu kỳ. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời là tình yêu. Vì vậy, Ngài dựng nên chúng ta theo một cách thức mà qua đó chúng ta có thể tương giao với nhau và tương giao với chính Ngài trong tình yêu phước hạnh. Nhưng một kỷ nhân thật lớn, con người đã khước từ Đức Chúa Trời để đi theo con đường riêng của mình. Họ chọn lựa chính mình thay vì Đấng đã dựng nên mình. Họ chọn lựa nghe theo tiếng của bản ngã và Satan thay vì vâng theo đường lối công chính và tốt đẹp của Đức Chúa Trời. Điều đó Thánh Kinh gọi là tội lỗi. Và tội lỗi đã hủy phá mọi thứ. Hận thù, tranh chấp mang lại xung đột và chiến tranh. Bất công, tàn ác mang lại nghèo đói và khốn khổ. Trụy lạc, suy đồi mang lại yếu đuối và bệnh tật. Gian dâm, ngoại tình làm cho biết bao gia đình tan nát, đổ vỡ. Chạy theo tiền bạc, địa vị, danh vọng chỉ làm cho con người thêm bất an, đớn đau và lạc mất hạnh phúc. Không vâng lời Đức Chúa Trời, chống lại Ngài, nhân loại ngày càng đi dần xuống vực thẳm. Và vận mệnh của họ không gì khác hơn là sự hủy diệt đời đời. Thế nhưng Đức Chúa Trời vẫn yêu thương những con người tội lỗi, và Ngài đã chuẩn bị một chương trình cứu rỗi được thực hiện bởi chính sự hy sinh của con Ngài là Cứu Chúa Giêsu Cơ Đốc trên thập tự giá. Trong trần gian này đầy bao tố,
hoang mang lắng nghe thời gian trôi, bước đi một mình trong bóng đêm giữa cuộc đời còn nhiều lo lắng, tìm kiếm trong vô vọng một lối đi bình yên. Đêm trong chính đêm cô đơn, Chúa đã đến trong con thật dịu dàng, khẽ nói hãy về đây hỡi con. Bằng tình yêu thương thật lớn lao, Chúa nhân từ êm ái, Ngài dẫn con quay về bằng tình yêu. Vì tình yêu Chúa đã chết thay tôi, vì tình yêu Ngài tuôn huyết ra rồi, vì tình yêu Ngài đã thay đổi tôi, cho tôi an vui. Ngài là tiếng nói trong tâm hồn tôi, Ngài là ánh sáng soi lối tôi đi, và là chân lý trong cuộc đời tôi. Trên thập giá xưa, Ngài đã gánh hết bao tội ác tôi. Ân tình lớn lao, con trời rất cao. Và khi Giê-xu đớn đau, phát thập tự cô đơn bước lên trên đồi Gô-tha. Vì yêu thương thế nhân, Ngài đã gánh bao nhục hình, để giờ này tôi nhận được cứu ân. Nhìn lên cây gỗ đồi Gô-tha thật gần, khi nhân loại đã đóng đinh Giê-xu. Nhìn lên cây gỗ đồi Gô-tha ngàn lần, tận khi đau đớn Giê-xu đã chúa linh hồn. Có phải dao đâm sâu vào hông Chúa, có phải máu tuôn ra từ bàn tay ấy, chính những ô tội nhục nhơ đời tôi. Chúa đã chết cho tôi được ơn cứu, biết bao đã buông tha sạch tội ô. Chúa đã thắng từ thần để tôi sống với Ngài mãi muôn đời. Tình yêu Chúa cao vời, chẳng còn chi vì danh. Tình yêu Chúa tuyệt đối, vì Ngài hằng yêu tôi mãi. Sao đâm sâu vào hông Chúa, có phải máu tuôn ra từ bàn tay ấy, chính những ô tội nhục nhơ đời tôi. Chúa đã chết cho tôi được ơn cứu, biết bao đã buông tha sạch tội ô. Chúa đã thắng từ thần để tôi sống với Ngài mãi luôn đời. Lòng khát khao nghe lời của Cha, hãy đến cho chúng con lời rema, thì lời ấy sẽ giải phóng chúng con. Hỡi Chúa, chúng con khát khao Ngài, lòng ước ao mong
giờ chạm trán, hãy đến bên những tấm lòng chờ mong và làm cho chúng con tràn ngập niềm vui. Xin hãy đến. Đầy khát khao, xin hãy đến giờ này thần linh thánh, xin thăm viếng chúng con hỡi thần linh cha. Lạy Chúa, chúng con ngước trông Ngài, lòng mơ Ngài chăm con, hãy đến cho chúng con lời yêu thương, thì lời ấy sẽ phấn khích chúng con. Hỡi Chúa, chúng con hát khen Ngài vì Chúa ngày đến cho những tâm lòng hơn cầm được bình an sống vui và tràn tình yêu. Ôi Thiên Chúa tuyệt vời, nào ai biết ta mau đến chúng ta thờ lại Chúa. Chơi vơi giữa lối gian nguy, Chúa
bên dương gian, cam tâm hy sinh để cho tôi sạch mọi tội, chiều mọi nhông nhân chết thế cho tôi ở trên thờ. Sao duyên khi sống đau thương rồi bùng lên, hoàn nạn theo đến làm vẫn vương bao ưu phiền, nghẹn ngào trong đêm cố gắng không nguôi được nỗi niềm, rồi Chúa đến bên đã khiến tâm tôi nghỉ yên. Ngài nâng tôi lên đứng chỗ cao hơn mọi núi đồi, Ngài nhấc tôi lên bước giữa phong ba biển khơi, Ngài ban cho sức sống trong tôi tràn ra mãi, Ngài đỡ tôi lên dẫn bước chân tôi bình yên. Toàn năng Thầy Chúa Giêsu năng quyền luôn đứng đỡ giúp sức dẫn dắt con ngày đêm, ngày đêm chờ đưa dẫn con. Toàn năng Thầy Chúa vô
sông hiến vinh. Mọi điều cha luôn ban phước dẫn dắt suốt đời con. Giê-xu nắm quyền trên hết, nắm quyền đáp lời mọi điều vượt qua suy nghĩ lòng con. Giê-xu nắm quyền, Chúa của các thần tạo nên chính con giống như cha toàn năng. Giê-xu nắm quyền trên hết, nắm quyền đáp lời mọi điều vượt qua suy nghĩ lòng con. Giê-xu nắm quyền, Chúa của các thần tạo nên chính con giống như cha toàn năng. Tạo nên chính con giống như cha toàn năng. Ngài xứng đáng được tôn thờ và đáng chúc tụng. Giờ chúng con đưa cao đôi tay mình và chúc tang Giê-xu Chúa Thánh. Ngài xứng đáng được tôn thờ và đáng chúc tụng. Giờ chúng con đưa cao đôi tay mình và chúc tang Giê-xu Chúa Thánh. Vì Chúa toàn năng, Ngài làm những phép lạ lớn lao. Thờ duy Chúa không ai như đang được tôn thờ và đáng chúc tụng. Giờ chúng con đưa cao đôi tay mình và chúc tang Giê-xu Chúa Thánh. Ngài xứng đáng được tôn thờ và đáng chúc tụng. Giờ chúng con đưa cao đôi tay mình và chúc tang Giê-xu Chúa Thánh. Vì Chúa toàn năng, Ngài làm những phép lạ lớn lao. Thờ duy Chúa không ai như Ngài. Thật duy Chúa không ai như Ngài. Vì Chúa toàn năng, Ngài làm những phép lạ lớn lao. Thờ duy Chúa không ai. Chúa không ai như Ngài. Thần duy Chúa không ai như Ngài. Vì Chúa toàn năng, Ngài làm những phép lạ lớn lao. Thần duy Chúa không ai như Ngài. Nào ai sánh thế Chúa toàn năng. Thần duy Chúa không ai như Ngài.
Chúng con cảm ơn Ngài về những gì Ngài đã làm cho dân tộc của chúng con. Xin Ngài tiếp tục làm những phép lạ lớn hơn cho mỗi đời sống của chúng con và cho đất nước của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài rất nhiều. Trong danh Chúa Giêsu Christ, Amen.